Hello everybody, welcome to HealthVKT. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh HealthVKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game mới. Một con game thì chắc là nhiều anh em đã biết con này rồi ha. Nhưng mà Heo mới biết đây thôi. Con Tầm Long 3D, Tầm Long Quyết. Game thể loại phiêu lưu mạo hiểm khảo cổ cái kiểu ha. Đó, nhưng mà nhân vật nhìn rất ư là ngon luôn anh em. Lúc đầu Heo nhìn thì Heo cứ tưởng đâu là game này là con game H5. Đó, nhưng mà tới chừng vô bấm tải về thì đã là app một con game AFK gì APK hả? Nào, một con game app nào. Đồ họa rất ư là ngon luôn. Oh man, nhân vật thì chúng ta có 3 lát nhân vật. Tá Linh Cuồng Đồ. Rồi gì đây? Tam Hạch Lục Hành. Tá Linh Vị Vương ha. Rồi Diệp cái gì Diệt Hiệp gì nè. Okay, nói chung là cận chiến đột phá đỡ đòn, nói chung là tướng tăng á. Rồi đây, rồi Mạc Kim Hở Xăng ha. Đó. Ông nào mê nhân vật nữ có thể chơi cái này. Nhưng mà súng hả? Heo cũng đang phân vân giữa hai con trên với hai với con gì con này. Con này là đánh xa, đánh nhóm, điều khiển. Rồi nhân vật cuối cùng đó là Lãng Tử Đẹp Trai ha. Đó, Phát Khâu Hực Sĩ. Đó, nghe hực sĩ là biết rồi, chơi phép pháp sư rồi hả? Triệu hồi trị liệu. Chi viện cũng không đáng lắm nên thôi bỏ nó qua đi, chơi hai con này nè. Mà bây giờ thôi chơi nữ đây, nữ đây, nữ đây, nữ đây. Gì mã mời nữa hả? Có nữa hả? Nhập mã mời vô được cái gì? Ok, vô nào, bỏ qua cái này luôn đó. Ok, cái gì đây? Đặc quyền mát cấp tặng ngay full thần trang thần thí nào. Ok, đâu rồi? Ủa sao đứng ở đây rồi? Cái gì vậy? Cái này là cái gì đây? Trang bị gì? Trận chiến server cuối cùng phần thưởng đã nhận gì nè. Tiến đến kiểm tra. Đây. Đó, anh em thấy không? Chơi theo phiêu lưu á anh em. Đó, 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 đó. Rồi. Thấy không ổn với con này rồi. Chắc chơi hàng kia ngon hơn. Nó đam yếu quá. Bắn với mấy con rắn mà có bộ hơi bị vất vả ha. Nào, coi bộ chơi thấy ngon dữ ta. Heo chưa thấy con này có bản lậu ta. Mà bản chính thức Heo còn chưa chơi nữa. Nó chỉ thấy nó bản lậu. Nào. Ngon đấy. Trời ơi. Cái này chắc Heo sẽ tìm hiểu thêm nữa ha. Coi bộ ngon á. Được. Cái gì hẻ quý tộc gì nè. Đó. Cái này bản chính thức chơi thì còn sợ là không có tiền chơi đồ này nọ. Nhưng mà Heo nghĩ cái này là bản một game lậu, game free thì chắc là tỷ lệ nạp và tỷ lệ free thì chắc có đó. Chứ là không phải H5 là thấy hôm rồi hả? Nhiều anh em là nói trời H5 chơi lắc đồ này kia nọ. Ok, con này không phải H5 hả? Đó, nào thấy là mê liền. Ok, H5 thì nhiều khi chơi nó load map không kịp, nó bị bể nét đồ anh em. Còn game app thì chúng ta tải về rồi, nên là đồ họa hình ảnh đồ thì nó nằm sẵn, nó cài luôn trên máy chúng ta rồi ha. Nên là cái việc mà nó bị lắc map hồi này kia, không load được đồ họa kịp thì không có ha, không có bị cái đó. Chứ là server cũng hôm đấy. Ok, được quý tộc 1 gì đây. À, cái gì thằng cấp á, làm nhiệm vụ lên VIP hả? Nào, ngon. Thăng cấp kỹ năng. Trời ơi. Thôi, mua chưa? Mua. Đó. Ủa chưa thăng cấp hả? Đâu? Điểm tái phiến hả? Là điểm nào? Ok, cái này thấy
chúng ta làm nhiệm vụ lên VIP là thấy hơn rồi hả? Vậy tính ra là mát VIP luôn đấy. Nào được, được, được. Con bé này nhỏ bé quá ha. Tưởng đâu mà, với lại cầm hai cây súng lục, quên phải nãy mà nó cầm cái cây gì bự bự thì đỡ biết mấy ha. Cầm hai cây súng lục thì hơi bé. Nào. Ok, bây giờ chúng ta đến với thông tin server cái đi ha. Để cho nó nằm ở đây đi. Rồi. Đây, Tâm Long 3D. Chính thức khai mở S1 vào lúc 19 giờ ngày 3 tháng 5 2022, trang chủ tamlong3d.net. Tải game Android nè ha. iOS luôn nè ha. Phiên bản lên VIP làm khi làm nhiệm vụ VIP mà không cần phải nạp. Đó thấy không? Trời ta nãy thấy nghi rồi. Làm nhiệm vụ là lên VIP nha anh em, không cần phải nạp ha. Có tân hữu kim nguyên bảo khóa nhân 100.000, túi ngân tệ nhân 20, đá cường quá nhân 200, rương phù văn nhân 60, đá lửa 200, trứng vàng 200, đá rèn luyện 100, cường quá tế bào 100, vải sơ cấp 100, đá kim cương sơ 100, đá tầm long sơ 100 ha, và rất nhiều quà khi nhập code. Đây, sự kiện like share nhận đá lửa 200, kết tinh sử hy 400, rồi văn sắc sử hy 200, vải sơ cấp 200, bí dược tế bào 100, đá rèn luyện 60, răng vàng 200. Mỗi ngày đăng nhập nhận phúc lợi online nhận hưởng, 7 ngày đăng nhập nhận vật phẩm hấp dẫn thời trang. Quyền lợi của VIP được săn boss ra đồ cực phẩm, tầm bảo kỳ diệu lĩnh vực trang bị ha. Nạp ATM Momo tặng 30%, quà khủng dành cho anh em tâm huyết ha. Đó. Nào, mấy con boss nhìn đã ghê anh em. Wow. Khung giờ boss 12 giờ đến 13 giờ, 19 giờ tới 20 giờ. Wow. Nhìn con boss phải nói là ngon nha. Nào, nào. Ok, ok. Được đấy anh em, được đó. Tập kích boss liền nè. Đó. À, cái này kiểu như là đấu trường mà. À, ok, để đi xin code cái nè. Ok, để theo tí. Ủa, cái túi mình đâu ta? Nè, cái túi đồ nè. Đây, cái túi, trong túi không có gì hết à. Kho. Quý tộc 2 mới mở kho hả? Ok, để đi nhập code cái. Rồi, xin code theo nạp cho luôn rồi hả? Nhập code cho luôn rồi. Đây, phần quà nè. Đây, chúng ta có một rương quà tứ hải. Ok nè hả? Rồi, rương túi quà tân hữu. Rồi, một rương gì ạ? Rương bưu kiện GM gì nè. Ok, vô mở. Ủa, kim nguyên bảo đâu ta? Dùng. Để được 1.000. Ủa, quà kim nguyên bảo đâu? À, đây nè, đây nè. Này là không, không phải, không phải. Ok, quà gì á? Vũ khí nữa hả? Đồ, có cây rìu. Ngoại trang. Oh man, có cây rìu rồi. Nào, À, thần long đao. Có cây súng kìa, có cây súng kìa. À, ôi, nhận liền. Rồi, đâu rồi, đâu rồi. Nãy giờ, rương phù văn hả? Mở liền. Rồi cái này rương gì đây? Rương đá ngẫu nhiên. Đó, xác định. À, rương vàng. Ok. À, rương bạc thôi mà. Ok. Rồi kéo qua. Này búa. Kho. Ủa, rồi cái cây vũ khí đâu ta? À, đây đây, thời trang, thời trang. Đó, nào. À, vậy là cái kia nó, nếu mà chúng ta chọn cái kia thì nó sẽ ra là cái ngoại trang Ủa sao cái cây long nách này sao ta mở không ra ta?
Nếu mà chúng ta chọn cái hàng kia thì hồi nãy là nó sẽ ra cái cây cái cây máy cưa. Ok, ngon đấy, ngon đấy. À, game home nha, game home nha. Hay là game home hay là tại vì hồi đó giờ không chơi, bây giờ nhìn nó lạ lẫm ta. Cũng dám lắm à. Ủa, sao mà ăn cắn không được ta. Ok. Tiến vào phó bản hay xếp hay gì đây. Nó bắn hơi yếu ha. Nãy chơi cái kia là cầm cái cây búa là quýnh chắc đồ ngoại sẽ đẹp hơn rồi. Ok. Có 3 lát nhân vật lần anh em tha hồ mà chơi ha. Đó, có nộ nữa kìa. Đấy, ồ lên cấp 23 rồi. Ôi ơi à. Ở bộ hôm à, hôm à. Cái này còn có quà nạp đầu nữa hả? Đặc quyền kho báu nữa nè. À. Cái này chắc anh em tìm hiểu thêm ha. Linh thì heo sẽ để dưới phần mô tả ha. Heo thấy là nó có cho chúng ta kim nguyên bảo hường nữa ha. Ok. Rồi cái này anh em nào chơi thì tải về. Linh heo để dưới phần mô tả nha anh em. Game làm nhiệm vụ lên VIP ha. Đó, không có vất vả gì hết. Đó, lên VIP 2 nè. Đấy, ôi giời ơi, tăng VIP liền. Rồi, à tăng VIP phải đi đột phá đánh con boss đó hả? Nè đây nè, trao đổi thời gian còn lại. Đó, rồi lên VIP rồi đó. Xác nhận. Tiến về kích hoạt. Đó, kích hoạt VIP lên liền. Ok, chúng ta đã là quý tập 2 rồi hả? Nào. Ồ, đánh boss cho chúng ta ra kim nguyên bảo nữa kìa. Cái này hay xếp quý tộc hả? Hay xếp quý tộc là cái gì ta? Ok, đánh luôn con này luôn. Nào. À, quý tộc 4 mở ra thêm lát nhân vật. Mở được 5 lát luôn hả? Á đù. Ủa, mở đâu ra mà tới 5 lát dữ vậy ta? Được nha, ok. Rồi, 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 cái này anh em nào có chơi thì tải về hả? Ngày xưa thì chúng ta chơi thì còn phải khó khăn chứ bây giờ heo thấy lên tới đây là chơi là vô tư. Vô tư, vô tư. Nào, nào. Gì vậy? À, con boss về tay mình rồi, thôi dành giờ giật để làm gì? Nè cái hàng cầm kiếm nè, thấy cái hàng cầm búa hồi nãy là ngon đẹp nhất. Cầm súng thì biết nó là nữ rồi thôi chứ thấy cái hàng kia lực lượng ngon hơn hả? Rồi, ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nha anh em. Ok, game đồ họa há hôm, há đẹp ha. Rất là mượt luôn, không có bị lắc này nọ. Ok, rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nha anh em. Ok.